Dạ cô gì hả? Kìa cỏ nghe coi con bác kìa. Rồi, anh Long với chú A cũng vừa đi tới các bạn. Cháu dắt bộ quay ngược lại đẹp luôn hả? Dạ luôn. Chạy chưa điểm cắn vô cái đinh. Mới vừa vô chút xíu à, mới quẹo là cầu vô chút xíu là bị luôn. Dạng sự khởi đầu nang anh ơi. Gian nang bắt đầu nản rồi nè. Đây điền điền ngồi đang chuẩn bị thay thun nha các bạn. Cắn con gai đinh mà lủng đâu năm số lỗ. Thì chào anh em nha, thì hôm nay Đông Nguyễn sẽ test cái mẫu nó nhôm nha các bạn. Đó, đang chuẩn bị thay bộ thun nha các bạn, đang cột hết bên, còn bên chưa cột. Đang xong rồi đặt mai vi lông luôn các bạn ơi. Mấy anh em mình tới cái địa điểm hôm nay bên đây có cái giường rất là rộng các bạn. Giường này có hàng khủng rất là nhiều luôn. Thì hôm nay mình anh Long với chú Ba sẽ đi săn bên cái giường này nha anh em. Đó, ná thì mẫu nó nhôm theo cầu của anh em rồi, rất là nhiều anh em kêu mình test cái mẫu nó nhôm nha anh em. Đó, dài 12 ly các bạn. Logo liền, nó sẽ như thế này nha. 350 anh em, bao ship luôn là 380. Ok. Thì nói chung là hôm nay mình sẽ làm luôn mấy con mười bẹp nha anh em. Long nhờ săn dạng mười bẹp đi về làm thuốc các bạn. Ok. A few moments later. Phát hiện bìm bìm. Mày bẹp nghe em ơi. Hôm nay có lòng mà kiếm con mày bẹp. Nè. Nó nhôm nha các bạn. Cái khẩu đun mình xài là khẩu đun Adam Black, cỏ 12 1925 bắn 17 nha anh em. Vô hỏi chú một tí nè Long. Bìm bìm trên cây. Bìm bìm nè mày. Viên một nè. Thùng mạnh. Ná ok nha các bạn. Con thứ hai nè mày. Viên không. Phát hiện cò. Con này chắc mập nghe nè. Nhìn cái hình nó mập anh em ơi. Con này hơi khuất. Rớt. Hai con nghe nè. Adam Black 12925 và nó nhôm nha các bạn. Cỏ trên cây. Một con. Yahoo!
Ok, nó nhôm. Thùng mới đầm lách nha anh em. Ba con ba viên. Con cỏ trên đọt cây. Một con. Đủ. Hả? Anh em ơi, lượm con cò được phía mãi chứ không dịch luôn anh em. Ở hiền ngập lành nha các bạn. Một con cò, một chuyến hồng dịch, một cái nó nhôm luôn anh em ơi. Ừ, bung cánh đi. Cũng được 7-8 con nha các bạn. À, này nó nhôm đi chơi, đi chiến ok nha anh em. À, cái này khoảng 6 giờ anh em ơi, tối quá tối rồi. Không quay thang thấy được cái gì nữa anh em ơi. Sáng ngày thanh tết sáng đêm luôn nghe nè, con đầu tiên luôn, mập quá rồi. Ta đi.
Ai khô bỏ mấy bên vô túi đi đi. Cầm con còn nữa. Tập hung còn xài được không? Mất cái dép. Hết phép. Mày mất chiếc dép rồi à. Còn có chiếc à. Dục đi. Rồi sao chú mò vậy? Mò gì nữa mà mò. Bao nó chạy con. Quên nó chạy đây con nói cái bị. Hai pha đủ. Điện máy đi điện ai gọi cho. Hay ướt kìa, nó rồi. Nó tưởng nó bồi không ai ngờ nó chạy theo chụp xuống hố luôn. Có đâu con tưởng nó khô gà đâu có thấy được đâu, điện nước dưới đây. Gọi em coi không ạ. Anh chạy trước phất cái bóng của anh. Tiếp tục anh em ơi. Con tưởng đâu có đó là cái đường đi mình mang khơi khơi vô luôn. Trời ơi, cho đậu xíu. Oh no. Trời ơi. Nó đập xuống. Dạ. Là cháy. Hơi cao. Hả, quá đẹp. Giữa trung tâm luôn. Chị nữa không? Đó. Từ từ đi. Thầy ơi. Má đã mày ước mình hỏi ai lụm lên sao lắm. Dễ vậy. Kìa. Đuổi cỏ gì vậy. Cầm mấy chú đi ba. Mày đảm lậu xong lụm cò luôn nha mấy bạn. Con khác thì cũng cà bá luôn em ơi. Đâu rồi? Ui, đi thu nhập ba những này mới được. Thu nhập dây chai rồi đây. Ba con nhé các bạn. Điền con mình hết coi. Cái trước đây. Hay quá. Trời ơi này rượu đúng đất. Đúng đất. Trời ơi trời ơi. Đất luôn mất đầu chắc tốt. Con heo rớt không các bạn. Cũng đùng lật luôn rồi. Vậy là tấm vỗ luôn nè em ơi. Hả? Mình trộn. Này đi. Cho cất lửa rồi cất. Quá đẹp. Quá đẹp. Từ từ không sao đâu, Không sao đâu, để đi từ từ. Bắn đi cho chú cây nha. Tắt bớt đèn chú mày. Mày này cái nhiều cái dụng bên đây à. Đi đâu qua đường này luôn đi. Chú ba làm trước bắn trước con đi chú mày. Bắn đi. Em bắn đi chú ba, bắn banh ba cây chú nhà ta lá chết. A few moments later. Giờ tới giờ thú quá thú rồi. Đổ nhìn em ơi. Nãy đi bắn cò đi sao lưng anh thúi một cái rồi thôi. Hơi sỉnh á. Nó mùi sỉnh á. Con cò nó bay ép nè. Xin bút sọc rồi. Con chạy luôn vậy. Con chạy luôn. Đây có chung cái đầu. Bắn cò điện mà điện chỉ gọi chú méo gọi theo con cò. Tưởng đâu có bờ đây, có bờ luôn chú ba. Bay xuống nước ủng như rồi. Tháo cái bị đâu kẹp đâu. A few moments later. Đi. Rồi chào anh em nha. Thì qua đây là đóng thành quả. Hôm nay mình đi test nó nhôm nha các bạn. Đó, hiện tại là mẫu này là mẫu Adam V2 Limited. Mình còn thêm một mẫu đó là mẫu hai thường nha các bạn. Adam V2 thường nha các bạn. Đó, thì mẫu này là mẫu Adam V2 Limited nè.
Ok, thì đống này cũng có khoảng 20 mấy con nha các bạn. Hôm nay mình có bắn được 2 con 10 bẹp cho anh Long nè. Đó, về làm thuốc anh em ơi. Thì đống cò này chiều mình vô vườn đó mình bắn được một mớ, rồi tối sẵn mình đi vòng vòng kiếm thêm mớ thì về đây sẵn làm đám luôn nha anh em. Rồi mấy anh em đang chuẩn bị làm sạch, bắt đầu tí xíu mình nấu nồi cháo ăn anh em ơi. Nãy đi lọt hầm bây giờ hơi về muốn cảm rồi các bạn. Đây anh Châu với anh Vinh cũng mới lại nha, tập trung nhà đảm nha các bạn. Mấy anh em mình đang tập trung lại người tay chân vũ lông đi, tí xíu mình nấu nồi cháo anh em ơi. Hòa Thanh nữa kìa, Hòa Thanh cũng vừa lại. Chín chưa hả ba? Xíu đi. Hàng chín ha. Hôm nay nè, nấu nồi cháo hoành tráng các bạn. Chín con cò anh em ơi. Rồi sau 45 phút thì nồi cháo chúng ta đã chín các bạn ơi. Dạ. Dạ lấy gà xuống. Sao trách nhiệm cao cả nào giao cho chú ba chúng ta. Quá trời. Chú ba. Mình tiếng nhỏ là cũng kêu chú ba bưng cái nồi cháo ít quá khủng. Trời ơi. Có múc cho cháo này quá thứ. Đây có một bọc rượu 2 lít nha anh em. Đó, hôm nay có hai ngành được đón tiếp anh Châu. Hello. Anh Vinh Cần Thơ, hai này sẽ cưa hai bọc đó 2 lít coi anh nào. Ai là người chủ lại cuối cùng thế rồi. Đại giỡn nó làm ừ cái đầu con cò. Nãy Vinh nói là lên bữa nay là nhậu thứ ba giờ sáng nghỉ. Nhậu sáng đêm u bên ai luôn mà. anh Vinh gõ ghê. Cho nên là chơi xong. Chơi nhóc chân đây cho nên quay tay mình lên á. Nãy dụng ngồi gần ngồi trái. Giờ rồi chạy nó ăn là bộ nó hất gì, nó liếc biết cái trời giáo á trời. Đây đây các bạn, củ chuối hộp nhà ngâm nha các bạn. Ba cho về anh nhớ lại anh ba. Nó bị đâu? Có rồi, Vinh kìa, con lĩnh kìa. Ủa anh Vinh có quên. Anh Vinh đâu ăn cháo à? Mà anh em vô ăn cháo đêm với mấy anh em tay ma bảy anh em. Rồi. Rồi anh em luôn nha. Dạ. Cái gì mũi được. Trời ơi cái xưa. Đã. Hai năm liền đây. Còn luôn dưới đây. Trời ơi tôi kêu bẻ dụng cái cúng tiền qua đây. Sẽ cúng nhắc rồi. Cháu cho mày thêm mà gùi ha. Mạnh đi. Uống cho nó nhức dặn gần ngán cốt. Mũi lắm. Mũi giờ anh Vinh làm. Đưa mẹ nè. Có nè, có rồi đã. Còn ở dạ gì dây quá. Gọi chú ba bắn. Còn đang gọi hả? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, con gái giả mẹ. Mà anh em bắt đầu cò. Nè anh nước mắm nè, cho mắm muối. Muối gì? Cho nó đậm đà. Ngon này nó mềm. Còn còn cò năm nay. Còn cò của ông Điện mới cắn là anh cò đấy chắc 3 mùa. Nó rồi. Ngon lắm. Trời mà anh em á. Mà thử bà cái tỏi này đưa vô nó thơm nó ngọt. Mà thì đâu ngồi không rồi. Mà vô đi. Mà anh em á. Rồi vòng vòng vô. Rồi chú ba, ba đi nè. Vòng 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 vô đi. Sao anh Vinh? Bao lâu mới được ăn con cò ba anh Vinh? Cái năm nay mới được ăn cò á trời. Làm cái nữa cho nó hết cái đồ anh em ơi. Đường mà dai quá. Cả. Wow, con trai ra sao được hai cái đường luôn ta. Ngon không con? Ngon. Cái này nó mềm. Ngon. 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 Ngọt bỏ đi. Cả bông, cả bông, cả bông.
lắm. Trời ơi, mà nó ngon quá như lúc rồi. Này chia đi bên bên đây. Có ai chứ hả? Vô. Trời ơi. Phan. Anh em nha. Chuyện cho cho nhiều được. Này. Cháo này hôm nay chúng ta có núm nha các bạn. Rồi sớm mình với Điền ở dọc đường có mua miếng núm nè em. Nó nóng quá. Ừ. Để này vô cho mùi bóp. Nóng quá nóng. Lớt rồi. Ngon. Cháo con này xé cũng dĩ ha. Ngon không con? Hả? Ừ. Quá bữa nay quá xào rồi. Ừ. Con cò. Trứng này mềm ngon ta? Mềm chín nó ngon. Ừ. Còn mà nấu nó chín tới thì nó thơm dấp. Kéo ha. Hôm nay mình test lá nhờ mình vẫn được đâu 8 con hay 9 con đó các bạn. Còn gì đó ngọt. Với ba cái mỡ còn. Béo nè. Bởi vì mấy cái mỡ nãy đừng bỏ. Đợi nó có ờ, có lông nhưng mà lông tại đường xa lông gì trước này mà để nóng lâu quá nó nguội nguội mà chiên à, này đây cái móng có linh không nhưng mà lúc mà mình thử á mình thử là nó tan nó mở nó ra rồi đây này mày dài lúc nhiều này ra quá. Ba chén nghe lộ ra im im á. Có chú ai? Vô. Em ăn nghe. Vô nè, vô ăn cho mặn ngon rồi. Mời mời ca mega làm cái cái comment. Anh chầu dán dán lâu lâu bị cà lâm anh em. Tưởng sầu ca đâu đây chứ. Ok. Vô. Làm nước đi. Có cò lắm lắm mà. Rồi thành kiểu nè. Ok. Cò lắm đó nha, miếng muối nè. Thấy ăn không? Có. Nhìn nó nằm chứ muối nhìn cũng thấy thèm được. À ngon chứ nó ngon hết cả mà nhìn vui. Bà chúc mừng sớm con trai hả? Ừ, coi mềm ăn luôn sướng luôn được rồi. Ừ, có con mềm ngay chưa được luôn á. Anh Dậu năng nhớ mà chịu mà sợ gớt kỳ găng luôn á. Gỡ gì tao gắn thiệt mà đâu có giả. Có gì là tới ai nữa? Nó mềm. Tên nó mềm đó. Đây đây đây. Cầm cái đùi lên coi nó sang cái mấy con cỏ nó nấu nó chín mà nó ngon nha. Đợt trước đợt nhớ đợt nào mà Lâm nấu cái bắp gỏi vậy á còn hai báo xong đủ mày uống ly luôn mình bỏ uống xào nữa ngon mà bây giờ sao ta hương nhiêu đó. Cái bữa mà mắt với bật má trước mình bỏ không xào nướng ngon ghê luôn không lộc già nướng sa tế ngon ghê luôn tê này mình hết bắn còn cái mấy cái dầm bỏ thải xong lội te 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 không trả lời mời mời bốc đề nghe chủ nhà đầu tư cái nồi bự bự chút xíu nè. Phải rồi má ơi phải rồi đây cá dập cá thứ ba nữa nè tôi hả đúng rồi nè mà đập rồi chập được chứ bộ ngon con ngon con dạng ngon cái này dạng ngon do anh đâu còn đùi không phe ba ấy. Chén con đâu chén con đâu lâu quá chén con đâu lấy hai con bóng à bữa đó hai bóng bể rồi chú nhỏ cháu này mà cháu bày bán sáng hơi gì đó mốt mở quán mà mở sáng chốc cái gì mà liên miên vậy trời mặt trận cho trời ơi đi đi đúng rồi nghe ớt xanh nhỏ bây giờ nghe rất thơm đó anh Vinh với Điền mới uống giờ tới nữa nè anh chảy còn ra bán hai bao nước uống Điền nữa bán được quá nhiều đi trăm chợ